Xin chào tất cả quý bạn, quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng hợp bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Premium ạ. Khi mà sang cuối tháng 9 này, chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Premium này nó được tăng cường thêm khuyến mại em nhá. Từ giá xe cũng như là phụ kiện đi theo đấy ạ. Chiếc xe Mitsubishi Xpander nó thuộc phân khúc của dòng xe MPV đang cạnh tranh trực tiếp, đó là chiếc xe Honda BRV, chiếc xe Toyota Veloz, Toyota Avanza, Suzuki Indo 7 hay là rất nhiều xe chơi Việt Nam ạ. Ok, đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe đang là 658 triệu. Sang cuối 9 này thì đấy chúng em đang bán với giá đang là 597 triệu ạ. Ngoài ra tặng thêm cho anh em, đó chính là 1 năm bảo hiểm thân vỏ em nhá. Tặng thêm nữa đó chính là dán phim cách nhiệt, trải thần da và camera hành trình ạ. Vậy thì chiếc xe Xpander bản Premium này giá nội đang là 698 triệu. Còn tỉnh thì 666 triệu. Tỉnh áp trung tâm thì 679 triệu. Và ở Tây Minh thì 685 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 228 triệu. Tỉnh thì 195 triệu. Tỉnh áp trung tâm thì đang là 208 triệu. Và ở Tây Minh thì đang là 214 triệu ạ. Đó là phần giá xe và tổng hợp bánh. Ok, tiếp theo thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Premium ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể của chiếc xe này dài đang là 4m595, rộng là 1m750, còn cao là 1m750 ạ. Về chiều dài cơ sở dài đang là 2m775 và khoảng sáng cầm xe đó đang là 22,5 cm. Tổng thể của chiếc xe này nó rất là dài, rộng và cao. Đầu xe của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Premium này nó được sụp đổ rất là nhiều, giúp cho phần đầu xe cảm giác được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn. Nổi bật về đầu xe có mặt lưới cao đăng của nó rất là to bản em nhé, rất là to bản. Và có thanh đẹp chrome cũng rất là to bản, ôm trọn lấy hai cục đèn phía trước của chiếc xe Xpander bản Premium, tạo ra phần đầu xe cảm giác nó thể thao và mạnh mẽ hơn rất là nhiều ạ. Đúng phong cách ngôn ngữ của Mitsubishi. Còn cụm đèn phía trước của chiếc xe Xpander bản Premium này, nó sử dụng là đèn LED nhé. Đèn LED dạng projector. Projector nó rất là nổi bật. Đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen. Và ngoài ra nó có giải đèn LED ban ngày rất là dài, phải thiết kế rất là cách điệu, tạo ra điểm nhấn của phần đầu xe, cảm giác nó sẽ được thể thao, mạnh mẽ và rất là nổi bật khi anh em đi trên đường. Đầu xe của chiếc xe Xpander bản Premium này nó sẽ không có cảm biến góc trước cũng như camera 360 độ đâu ạ. Về sườn xe của chiếc xe Xpander nó được sụp đổ rất là nhiều, tạo ra các đường gân, tạo ra cho chiếc xe nó rất là mạnh mẽ và thiết kế khí nung học. Về phần bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng bánh đúc hợp kim nhôm. Vành của nó sử dụng vành là vành 17 inch nhá. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng trống. Màu nó sử dụng là màu bạc trắng kết với cả màu đen ạ. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố độ phanh điện tử LED, hỗ trợ phanh cẩn cấp BI, cân bằng điện tử xe. Còn về gương chiếu hậu của chiếc này là gương chiếu hậu ốp mạ chrome. Tiếp theo trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED, nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụm gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương. Nó sẽ không có camera 360 độ, nên sẽ không có camera tích hợp trên gương nhé. Về chân kính của chiếc xe này, chân kính phía dưới có thanh đẹp chrome nhé, rất là to, bản và dài, tạo ra chiếc xe cảm giác nó trường xe hơn và dài xe hơn. Về tay lắm cửa, chiếc xe này là tay lắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa, tích hợp trên đấy có nút bấm, đó là có chìa khóa thông minh. Về phần trần xe của chiếc xe này nó sử dụng là trần phẳng nhé, nó sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ, cũng không có giá lốp hay thanh, nó sẽ có anten, sử dụng anten với cá, đèn báo phanh trên cao. Về đuôi xe của chiếc xe Xpander bản Premium này, nó được dập lổ rất là nhiều, giúp cho phần đuôi xe cảm giác nó rất là mạnh mẽ, sang trọng và rất là nổi bật ạ. Nổi bật về phần đuôi xe thì nó sẽ cụm đèn phía sau. Đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED nhé, chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe,
lên tới trần xe, tạo ra điểm nhấn của chiếc xe rất là nổi bật và thể thao. Cốp của chiếc xe này nó sử dụng là cốp cơ nhé, không phải sử dụng cốp điện đâu ạ. Về các tính an toàn về đuôi xe của chiếc xe này thì nó sẽ là có cam lùi và cảm biến lùi ạ. Còn ốp cản sau của chiếc xe này thì nó có ốp sơn mạ bạc nhé. Bô nó sử dụng là bô đơn, bô dấu phía dưới. Còn đây mức tiêu nhiên liệu này. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị đang là 8.6, ngoài đô thị thì đang là 6.2, kết hợp trung bình chỉ có 7.1 cho động cơ 1.5. Về nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe Xpander bản Brabham này nó sử dụng không gian nội thất là màu đen, toàn bộ là màu đen, tạo ra chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn và lịch lãm hơn, và nó rất là sạch sẽ khi mà gia đình có trẻ nhỏ. Ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế da nhé, ghế da chỉnh cơ ạ. Ngồi rất ôm ghế ạ. Đó. Ngồi rất ôm ghế và ngồi rất là thoải mái ạ. Đây giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai giống như hàng ghế đầu tiên nhé. Ghế da màu đen, ngồi rất rộng rãi và thoải mái ạ. Có thể gập được 60-40. Ok, em sẽ sâu bên trong giới thiệu cho anh em chi tiết về bên hàng ghế đầu tiên. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho anh em về vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng 3 chấu, được bọc da sờ rất mềm mại. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm tỏa nhìn tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động. Đấy. Về thu khí, bài này nó sử dụng 2 thu khí nhé. Bảng đồ tablo, chiếc xe này nó dùng bảng đồ tablo khá là cơ bản thôi, nó không phải là sử dụng bảng đồ tablo quá nổi bật ạ. Còn về màn hình giải trí của chiếc xe này, nó sử dụng là màn hình cảm ứng 9 inch, có kết nối Apple CarPlay và Auto Android. Còn đây mình ghế phụ này. Rất là tiện nghi em nhé, và rất là rộng rãi đấy ạ. Về hộp số, chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 4 cấp nhé. Rất là tiếc, chiếc xe này vẫn sử dụng là hộp số tự động 4 cấp. Nó sẽ có phanh tay điện tử, auto hold. Đó, chiếc xe này sẽ có phanh tay điện tử nhé. Nó không phải là sử dụng phanh cơ nữa rồi ạ. Có chìa khóa thông minh này. Về hệ thống nút điều hòa, chiếc xe này nó sử dụng hệ thống điều hòa điều chỉnh bằng kỹ thuật số nhé. Về động cơ, động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 MiVec với công suất cực đại nó đang là 105 mã lực, còn mô men xoắn cực đại nó đang là 141 Nm. Về hệ thống treo của chiếc xe này nó sử dụng là treo trước là treo MacPherson lò xo cuộn, còn treo sau là treo thanh xoắn ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe này thì nó có khá nhiều các tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố độ phanh điện tử LED, hỗ trợ phanh khẩn cấp PA, cân bằng điện tử xe, hỗ trợ giảm dốc. Túi khí nó sử dụng là 2 túi khí. Khởi động bằng nút bấm chìa khóa thông minh, camera lùi, cảm biến lùi. Về màu sắc xe của chiếc xe này nó sẽ có các màu cho em lựa chọn như sau, như màu đen mình đang xem, màu trắng, màu nâu và màu bạc, sẽ có 4 màu cho anh em lựa chọn em nhé. Ok, vậy dòng này nó giới thiệu cho anh em về phần giá xe cũng như tổng trên bánh và những tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Premium rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy dòng này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để sự cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Nam, để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe, tổng bán bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem này kìa ạ.